Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đang diễn ra hết sức phức tạp. Đây là địa phương giữ vai trò cửa ngõ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đang đối mặt với áp lực gia tăng tai nạn giao thông, nhất là những vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. 9 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 422 vụ tai nạn giao thông, làm chết 156 người. Trên địa bàn thị xã Phú Mỹ xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, làm chết 48 người, làm bị thương 42 người. Về số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã Phú Mỹ chiếm hơn 13% tổng số vụ tai nạn giao thông toàn tỉnh, nhưng số người chết chiếm gần 31% trong tổng số người chết do tai nạn giao thông toàn tỉnh. Đáng chú ý là đa số vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 51 đều trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, với nguyên nhân chủ yếu là người tham gia giao thông đi ngược chiều gây ra. Vụ tai nạn này xảy ra vào khoảng 22 giờ 20 phút đêm 28 tháng 9. Nam thanh niên điều khiển xe Cirrus chạy ngược chiều đâm trực diện vào xe đầu kéo đang đậu bên lề quốc lộ 51 theo hướng từ Đồng Nai về Bà Rịa. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Khoảng tầm 10 giờ kém, tôi đang ngồi nhà, đang coi mạng thì thấy có vụ tai nạn trước nhà luôn. Trước nhà thì chạy ra thì tôi thấy một chiếc xe container nó đậu dọc ngang đây. Thì thấy khi tôi ra thì tôi thấy là một cái anh thanh niên làm bạn đồ của công ty Hoa Sen thì đã nằm ngã ra chiếc xe, thì quay đầu về hướng Vũng Tàu mình đó. Thì đã ra thì tôi đã nhìn cúi xuống thì tôi thấy là ảnh đã bị, tính tôi kêu ủa sao người ta không đưa đi cứu thương, thì họ mấy người đã đứng co thì đã chết rồi. Cái đầu nó đi là hướng từ Sài Gòn về Vũng Tàu cái đầu xe. Còn anh đó anh đi ngược lại là anh đi từ hướng từ Vũng Tàu về Sài Gòn và anh nó tông vô cái đầu xe, anh nói ngược chiều. Theo Công an thị xã Phú Mỹ, số vụ tai nạn giao thông do xe mô tô tự đâm vào đầu hoặc đuôi các xe tải, xe đầu kéo đậu trên quốc lộ 51 có xu hướng gia tăng thời gian gần đây. Một trong những cái vấn đề nổi lên những vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 51 xảy ra thì đa số là các cái vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện là xe mô tô và xe ô tô, và điển hình là các cái vụ tai nạn giao thông mà người điều khiển xe mô tô do không chú ý quan sát tông vào đuôi các cái phương tiện xe container, xe ô tô đầu kéo đang dừng đổ trên đường. Thực tế về đêm, các xe tải, xe container thường hay đậu trên tuyến quốc lộ 51, nhất là ở những địa điểm có bán thức ăn khuya. Tình trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, tai nạn giao thông xảy ra vẫn là do ý thức của người tham gia giao thông, vừa không chú ý quan sát, vừa đi ngược chiều. Mới đây vào khuya ngày 10 tháng 10, trên quốc lộ 51, một xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ thành phố Bà Rịa đi Đồng Nai va chạm với xe máy đang lưu thông ngược chiều. Hậu quả một người tử vong tại hiện trường. Rạng sáng ngày 11 tháng 10, cũng trên quốc lộ 51 tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô lưu thông từ tỉnh Đồng Nai về thành phố Bà Rịa với xe mô tô lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả là một người chết tại hiện trường, một người chết tại trung tâm y tế thị xã. Vi phạm ngược chiều rõ ràng là vi phạm phổ biến nhất trên quốc lộ 51, cũng là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông. Chỉ vì muốn tranh thủ vài phút, muốn rút ngắn vài trăm mét đường mà nhiều người đã không còn cơ hội sống, cơ hội trở về nhà. Mở đường lương cho bên đường bên này băng qua bên kia để cho họ đi về nhà họ. Chứ còn không họ sẽ đi ngược. Mà không ngờ mình đi về là sai. Đó, cái ý thức con người là cơ bản là quan điểm về chỗ đó. Trước thực tế tai nạn giao thông liên quan đến ngược chiều đang diễn biến phức tạp trên quốc lộ 51, Công an thị xã Phú Mỹ tăng cường công tác tuyên truyền tại địa phương để phân tích cho người dân về tình hình giao thông địa phương 9 tháng đầu năm. Về xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, đơn vị thực hiện tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 51, cũng tăng cường các tổ tuần tra, tuần lưu liên tục, xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm quy tắc giao thông, trong đó đặc biệt chú trọng đến lỗi ngược chiều.